đó bà mua cho chồng bà 8 chiếc 8 chín chục á, cái bà mua xe cho bà hỏi nhiều, bà là có 180 xe của nó, trời, trời. Nó thằng 100 mấy luôn. Có nhiều đó ta mua chiếc xe hơi chạy đám cưới cũng được hả anh Hùng? Ừ, 180 để tìm chiếc xe đạp của bạn. Chứ hỏi mày bả du lịch bây giờ xe được gì bả cũng có hết, bả có chiếc xe đạp à? Ở đâu có thiếu đâu. Bả phải mua chiếc xe đạp chứ sao? Bà già nó bà huyết áp nó không ổn định nè, đường cao nè. Ừ. Đó. Cholesterol tăng nè, nó chạy nó hạ. Hạ liền luôn chứ. Hạ. Tao chạy tao biết mà. Hạ hết luôn. Vậy là khổ uống thuốc phải không? Chiếc mười mấy, mua chiếc mười mấy, mười sáu triệu là xe đạp thể dục đó phải không? Còn xe kia nó mắc lắm, xe cột nó mắc lắm. Không, của mình cũng buộc chứ mà tiền nào của nấy. Tiền nào của nấy hả? Ờ, tiền nào của mình cũng buộc, nó cũng buộc. Như vậy chứ mà cũng như cái xe rim đồ cái nào lên tới 81 rồi rim rồi tới sắt rồi. Đấy vậy. Ghê trời. Vậy đó. Cũng xe đạp rồi hả? Ờ, xe đạp, cũng kiểu như vậy chứ mà. Tiền nào của nó chiếc xe của mình.